ngày 25 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm 3 bị cáo người Trung Quốc về hành vi gắn camera ở hàng loạt các cây ATM để lấy cắp gần 300 triệu đồng. Với các tội trạng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Giang Chanh Cai, Lian Yu, Deng Concon đều mang quốc tịch Trung Quốc. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài, cả ba đã góp tiền mua thiết bị skimming, thẻ ATM trắng, máy tính tại Trung Quốc rồi lập kế hoạch sang Việt Nam để lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng và lấy cắp tiền. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Đầu tiên là lắp thiết bị có gắn camera và tấm chắn bàn phím trên máy ATM và một thiết bị khác gắn vào khe đọc thẻ của cây ATM để sao lưu các thông tin khi chủ tài khoản bỏ thẻ ATM vào. Sau đó sao chép dữ liệu vào máy tính, gửi qua phần mềm WeChat về Trung Quốc và tiến hành giải mã dữ liệu để làm giả thẻ ATM, rồi đi rút tiền của khách hàng xấu số. Trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 8 năm 2019 đến ngày 11 tháng 9 năm 2019, nhóm này đã chiếm đoạt của 29 khách hàng đến từ nhiều nơi như Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hà Giang, Hưng Yên với tổng số tiền hơn 279 triệu đồng. Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo gửi lời xin lỗi, giải quyết hậu quả và trình bày hoàn cảnh khó khăn, vợ con người thân ở quê đang trông mong nên xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về quê hương.